Chào mừng bà con đến với cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021. Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi này. Cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 dưới sự tài trợ của công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn. Thưa bà con, nội dung bài giảng kỳ 6 cuộc thi bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 hôm nay, bà con sẽ nghe chuyên gia nông nghiệp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn là tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia về dịch hại tổng hợp, và thạc sĩ Ký Văn Ngọt, chuyên gia về thuốc trừ cỏ, trình bày nội dung liên quan đến cuộc thi để bà con theo dõi chuẩn bị nội dung tham gia. Trước tiên mà bà con cùng nghe tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia về dịch hại tổng hợp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, trình bày bài một số biện pháp trong quản lý dịch hại tổng hợp. Xin kính chào quý anh chị và bà con cô bác nghe đài. Hôm nay chúng tôi xin được phép giới thiệu tiếp tới quý vị anh chị, cô bác chương trình quản lý dịch hại tổng hợp. Đó là một số biện pháp trong quản lý dịch hại tổng hợp. Quản lý dịch hại tổng hợp là áp dụng tất cả các biện pháp có thể áp dụng được trên cơ sở bảo tồn và phát triển được quần thể thiên địch và duy trì được sự cân bằng sinh học trên đồng ruộng. Một trong những biện pháp đó là biện pháp giống, sử dụng các giống chống chịu sâu bệnh. Trong thực tế, có thể phối hợp sử dụng giống kháng với xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học nội hấp sẽ làm chậm sự phun thuốc cũng như làm giảm số lần phun thuốc trên đồng. Đây là cơ sở để bảo vệ được các loài thiên địch, giúp khống chế dịch hại bộc phát. Tiếp theo là biện pháp canh tác, gồm gieo trồng tập trung né sâu bệnh, ví dụ như ta đã gieo lúa để né rầy, gieo trồng ở mùa vụ thích hợp để làm giảm khả năng bộc phát của dịch hại, chăm sóc và vun chới cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu, bón phân đầy đủ và hợp lý, không dư đạm, bổ sung nguyên tố trung và vi lượng để nâng cao sức chống chịu cây trồng, tưới tiêu hợp lý, cần có hệ thống tưới tiêu phù hợp để quản lý nước thật tốt, xen canh cây trồng khác để tăng tính đa dạng sinh học trên đồng, luân canh cây trồng khác để cắt đứt nguồn thức ăn của dịch hại. Biện pháp sinh học, sử dụng các thuốc sinh học và các chế phẩm sinh học như BT, NPV và các nấm đối kháng như Trichoderma, v.v. Nhân thả bổ sung các loại thiên địch trên đồng như ong bắt đỏ ký sinh trứng, bọ xít bắt mồi, v.v. Đánh bẫy côn trùng bằng pheromone, vân vân. Biện pháp thủ công cơ giới, bắt sâu, ngắt bỏ trứng, đánh bẫy côn trùng như bẫy màu vàng, bẫy đèn, chậu nước, bẫy bả chua ngọt, vân vân. Vệ sinh tàn tích dịch hại trước khi gieo trồng để giảm nguồn dịch hại. Và biện pháp hóa học, đây là biện pháp cuối cùng khi cần thiết, cần sử dụng thuốc có chọn lọc và loại ít độc hại, ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học. Phối hợp chặt chẽ việc sử dụng thuốc học với biện pháp sinh học, đảm bảo thời gian cách ly để không làm ảnh hưởng đến thiên địch khi được nhân thả bổ sung trên đồng. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể việc ứng dụng các biện pháp đã nêu trên cho từng nhóm dịch hại. Thứ nhất là quản lý sâu hại. Để quản lý chúng thì chúng ta cần nhận diện được chúng. Ta phải căn cứ vào hình dạng, màu sắc, kích thước, cấu tạo cơ thể của từng loài sâu hại, căn cứ vào các tập tính hoạt động của chúng, ví dụ hoạt động ngày hay đêm, cách di chuyển bò, chạy, bay hoặc kiểu bò, ví dụ rầy thì bò ngang, rồi kiểu gây hại của chúng. Từ đó chúng ta sẽ nhận biết được loài sâu hại và sẽ đưa ra được biện pháp xử lý thích hợp cho từng loài. Về quản lý, có rất nhiều phương pháp để quản lý sâu hại. Tuy nhiên, đối với nhiều nông dân, hầu hết đều cho phòng trừ bằng thuốc hóa học là chính. Nhưng ta đã biết, hóa học là biện pháp nguy hiểm và nó phá hủy sinh thái đồng ruộng, gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Thuốc hóa học chỉ nên sử dụng như là một lựa chọn cuối cùng khi tất cả các lựa chọn khác đã được áp dụng trước đó. Vì vậy, để quản lý sâu hại, có thể sử dụng các biện pháp sau đây. Sử dụng giống kháng hay giống chống chịu sâu hại. Luân canh với cây trồng khác họ để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu. Đây là biện pháp đặc biệt hữu hiệu đối với những loài sâu đơn thực. Xen canh với cây trồng khác để làm tăng tính đa dạng sinh học trên đồng nhằm làm tăng nguồn thiên địch. Sử dụng thuốc có nguồn gốc thực vật, ví dụ
dầu niêm và nhiều loại chất chiết xuất từ thực vật. Sử dụng các tác nhân phòng trừ sinh học, ví dụ các tác nhân gây bệnh của sâu hại như BT, NPV, tuyến trùng ký sinh, nấm trắng ký sinh, v.v. Phòng trừ sinh học là nhân thả bọ xít bắt mồi, thả ong đỏ ký sinh, trứng sâu. Đặt bẫy, ví dụ đặt bẫy dĩnh màu vàng, bẫy pheromone. Quản lý tiểu khí hậu thì chúng ta có thể cắt tỉa hoặc che phủ bạt hoặc tưới nước để điều khiển ôn nhuận độ trên đồng. Còn phòng trừ về thuốc học thì chúng ta cần lưu ý như sau. Chỉ sử dụng thuốc học như là một lựa chọn cuối cùng. Cần sử dụng thuốc theo phương pháp 4 đúng. Thứ nhất là đúng thuốc, đúng lúc, đúng đồng độ liều lượng và đúng cách. Sử dụng thuốc theo phương pháp 4 đúng sẽ giúp tăng hiệu quả phòng trừ, giảm số lần phun và giảm lượng thuốc phun, hạn chế được tác hại với thiên địch và hạn chế được tính kháng thuốc của dịch hại. Nhiều nông dân chỉ biết sử dụng thuốc học để diệt trừ sâu hại và họ thường không biết thuốc gây ra nhiều vấn đề khác. Một số quyết định sử dụng thuốc hóa học nên chỉ thực hiện sau khi xem xét cẩn thận tất cả những tác động của thuốc. Sau đây là thuốc có giết thiên địch và có khả năng dịch hại có thể kháng thuốc. Dịch hại thứ cấp có thể trở thành nguy hiểm hơn cả dịch hại chính sau khi sử dụng thuốc hóa học. Tàng trữ thuốc độc hại trên nông sản và thực phẩm, rủi ro lớn cho sức khỏe con người và gia đình của họ và làm ô nhiễm môi trường, lạm dụng thuốc làm tăng chi phí phòng trừ dịch hại thường do dịch hại thường tái phát. Khi sử dụng thuốc hóa học cần lưu ý chọn sản phẩm ít độc nhất, không sử dụng các thuốc hóa học nhóm độc cao, tránh sử dụng nhóm lân hữu cơ hay các ba mạn, không sử dụng các loại hóa chất đã biết gây ung thư hoặc phá hủy hệ thống nội tiết của con người. Trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc hóa học nào, đầu tiên phải thu thập thông tin về nó, sử dụng cho từng lô thửa riêng lẻ, không xử lý thuốc toàn bộ cánh đồng, có thể chỉ xử lý tại từng bộ phận của cây trồng bị hại, không xử lý cả cây. Cần giữ những diện tích khác không phun thuốc như là một nơi trú ẩn an toàn cho thiên địch. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý anh chị cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Bà con vừa nghe tiến sĩ Nguyễn Minh Tuyên, chuyên gia về dịch hại tổng hợp công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, trình bày một số biện pháp trong quản lý dịch hại tổng hợp. Thưa bà con, cuộc thi Bạn thử làm bác sĩ cây trồng năm 2021 là cuộc thi dành cho nông dân tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nông dân SBC trên cả nước, do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn SBC phối hợp cùng Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH tổ chức. Bà con đăng ký dự thi theo dõi đầy đủ các nội dung bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021 trong chương trình Nông thôn Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH phát trên kênh AM 610 kHz vào các ngày thứ Tư, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần hoặc theo dõi trên website SBC hoặc www.sbchcmc.vn, Facebook www.facebook.com/sbc.truyenthong, YouTube www.youtube.com/bacsicaytrongsbc. Thông tin bài dự thi kỳ 6 đến đây là kết thúc. Mời bà con theo dõi thông tin bài giảng kỳ 7 vào thứ Tư tuần sau, ngày 16 tháng 6. Thân ái chào tạm biệt bà con.